Đúng là cái môn bóng bầu dục này là chỉ để dành cho những người Úc với lại người Papua nè, những người mà có thể lực và có cái thể trạng người cao to. Cái này là do mình quay bằng điện thoại á, cho nên nó mình không, với lại cái khoảng cách của mình đứng là nó khá xa với vị trí của mấy anh này đang chơi, cho nên là không, mọi người khi mà xem video á không có thể nào nhìn thấy cái thể lực của mấy anh này. Trời ơi, ai cũng đen, cao, to, sáu múi, vai ngực rất là to và rộng. Trời, không biết mấy ông này hôm nay hả đá độ hay là chỉ rèn luyện, mà chắc này mình nghĩ là chơi chơi có độ quá. Mấy ảnh chơi mà mấy ảnh tạo thành cái tiếng động nó hơi bị to, mình ngồi trong nhà mình còn nghe mấy ảnh luôn á. Trời ơi, nhìn mấy ông cản phá thấy đã ghê. Hồi 2 tháng trước á mình cũng có coi cái video của kênh của cái chị đó, chỉ tên gì quên mất tiêu rồi, mà chị mới sinh con trai của chị tên là Duno đó, ở bên Úc á. Thì chị này có bật mí về cái chuyện là ở bên Úc á người ta cho cá độ hợp pháp cái môn này, và chị cũng thỉnh thoảng cũng cá độ, và cái tiền cá độ thì chị để dành rất là nhiều, và chị dự định là khi về Việt Nam thì sẽ dùng cái số tiền này để làm từ thiện á. Mình cảm thấy rất là thú vị về cái việc cá độ, về cái môn bóng bầu dục được hợp pháp hóa ở bên Úc, và cả cái tấm lòng của chị này nữa. Trời, nhắc tới bả chắc ngày mai rảnh rảnh vô ráng nhớ cái kênh của bả, vô thăm bả, không biết nay thằng Duno con bả nó to cỡ nào. Mấy ông cao to hay ớn luôn. À, thông thường mà các bạn đến Babu mà các bạn mua đồ second hand á thì các bạn rất là có thể mua được cái đồ á, cái da chất lượng nó rất là tốt. Trời ơi, đã không? Có khi các bạn may mắn nó sẽ tìm thấy được những cái món đồ second hand nó vừa size của mấy bạn, size nhỏ ha, size 6 đó. Đàn ông cũng vậy và đàn bà cũng vậy đó. Lý do là khi mà cái đồ second hand này mà nó đến Babu thì cái người ở đây nó to, người ta không có thể mặc những cái bộ đồ đó, cho nên nếu mà may mắn thì các bạn có thể nhìn thấy những cái đồ second hand mà size nhỏ và rất là mới luôn, là do người ở đây xa, người ta to, người ta không có mặc được á. Trời, tính quay cái video chừng 1 2 phút thôi mà vừa quay vừa nói chuyện giờ gần 5 phút. Thôi, mình cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình, và đừng quên tặng mình một like nha. Mình tên là Thư, một người biên hòa Đồng Nai hiện đang sống ở đất nước Papua New Guinea. Xin chào và hẹn gặp lại.